sáu mới làm bầu người lớn tuổi à? Nhở, hồi sáu ấy mấy cái làm bầu còn thấy lớn tuổi, còn mấy em kia bé, em kia sẽ làm tranh. Chúc cho chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu. Và để tiếp tục chương trình thì ngay sau đây nhóm Pha Lê Xanh xin gửi tới quý vị một sáng tác hết sức quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Non Nước Hữu Tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Anh nghỉ đi, làm gì mà cứ solo liên tục ấy nhỉ? Liên tục mà. Nhưng mà người ta solo đấy, thay người liên tục ấy. Nó là cái nhóm này thôi mà. Nhưng mà thay người mà. Lại thay người khác rồi kìa. Hay là thêm người? Không, chỉ thêm một cái chị... Rồi, thêm cái người đấy, thêm chị gì đâu? Mới vào MC ấy. Mỗi thêm người chị đấy, một nhóm gì có thế rồi. Ali Xanh mặc toàn quần áo mà. Yeah.
cái kể cả cái thu vé các thứ nó tạo cho điều kiện giữ xe để vẫn được nộp phí. Con kẻ đạn trường chị không dừng đấy. Đúng dịch, đúng dịch.